Hello cả nhà. Bây giờ mình đang ướp hai miếng bò steak cho chồng con mình ăn nè. Mình ít có ăn thịt lắm. Mình sợ mập. Ở đây mà ăn nhiều thịt một chút là dễ mập lắm. Ăn nhiều thịt uống miếng sữa vô nữa là mập. Mà mập ở đây là không tốt. Bị mỡ trong máu, bị gan, tim, cái gì cũng có mỡ. Bị tiểu đường ở đây, bánh kẹo cái gì cũng ngọt. Ở đây thịt thà cái gì cũng nhiều. Nên mình không thích ăn bánh kẹo, kem, đồ ngọt ở Mỹ này. Lâu lâu ăn cục kẹo. Lâu lâu ăn miếng bánh ngọt. Từng mình ăn chừng miếng thịt này. Mình không có ăn mỗi ngày. Mình thích ăn cái salad. Mình không thích ăn thịt nhiều. Ăn thịt nhiều bị bệnh. Mình thích ăn tôm. Mình không có thích ăn tôm nhiều nữa. Mình thích ăn cá. Thích ăn đồ biển. Thích ăn seafood. Đồ biển. Thịt mấy cái động vật này mà. Ăn vô dễ bệnh. Mình thèm mấy cái rau cải. Mấy cái rau cải mà thứ mình mua trong vườn á. Nấu canh với cua hay này kia nọ mà ở đây đâu có bán đâu. Thèm mấy cái món đó. Đồ hồi xưa ở trong nhà quê ăn. Thời còn nghèo còn khổ, ai cũng nghèo cũng khổ ăn mấy món trong nhà quê vậy đó mà. Tốt cho sức khỏe. Gọi là healthy á, cái gì cũng tự nhiên, cái gì cũng natural. Hôm nay lên mạng coi thịt kho rượu thấy ngon quá. Thèm thịt kho rượu nấu với trứng, bữa nay luộc trứng nè. Xong rồi đang kho nồi thịt kho rượu. Mà mình không ăn mỡ luôn. Mình mua thịt đùi, thịt nạc không mình nấu à. Nấu nhìn không có ngon nhưng mà chắc ăn cũng tốt lắm. Tại vì nạc không à, không có thấy mỡ. Đâm đâm gì cho miếng thịt nó thấm. Nó rút mấy cái nước sốt lên. Ở trong chân giữa miếng thịt. Mình nướng tôm hùm ăn rồi, bữa nay nướng thịt bò steak. Ok. Bây giờ mình nướng số lượng ít mình bỏ vô cái lò nướng nhỏ này. Đi hồi nữa mình chở bề nó lại 400 độ F. 400 độ F 20 phút. Hồi nữa phân nửa, chín phân nửa là mình chở bề lại.